Xin chào các bạn, tiếp theo cái phần lập trình C cho cái dòng vi điều khiển ATM8-105C6 thì mình sẽ đi vào cái bài là giao tiếp ATM8-105C6 với là LCD 128-64. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu về cái LCD 128-64. Thì người ta gọi cái LCD 128-64 là Graphic LCD các bạn, hay gọi tắt là RLCD. Thì đây là các loại màn hình tinh thể lỏng và có thể dùng để hiển thị chữ số hoặc là hình ảnh. Nó khác với cái test LCD với bạn là cái RGB này nó không được chia thành từng ô và mà nó chia thành từng điểm. Thì ở đây mình có là LCD 128x64, tức là có 128 cột và 64 hàng. Thì là 128x64 là ra là 8192 cái chấm. Mình sẽ sử dụng cái chấm này để mình hiển thị là cái chữ số hoặc là cái hình ảnh lên cái là RGB. Thường người ta sử dụng một cái con IC để là lái cái RGB này, thường thì là người ta sử dụng là chip là KS0108. Thì ở bên ngoài nó còn một số chip nữa bạn. Thì ở đây trong cái phần mà lập trình của mình á, mình sẽ sử dụng là RLCD 128-64 á, sử dụng cái con IC lái là KS0108. Thì đây là các chân của cái RLCD 128-64 nè các bạn. Đó, nó có là 20 chân. Thì trong đó là có hai chân nguồn và một chân là điều chỉnh cái độ sáng tối của màn hình. Rồi là ba cái chân RS, RW và Enable. Rồi tám cái chân là gửi dữ liệu. Rồi là có là hai cái chân là mình chọn là nửa trái hoặc là nửa phải. Thì cái màn hình LCD này các bạn, nó có 128 cột thì nó chia là 64 cột ở nửa phía bên trái và 64 cột ở nửa phía bên phải. Thế thì ta chọn cái chân CS1 và CS2 này để hiển thị là nửa trái hoặc nửa phải. Chân 17 là chân reset, còn lại là các chân nguồn. Thì đây là cái bảng mà mô tả cái chức năng của chân nè bạn, thì bạn có thể tham khảo ở đây. Rồi đây là cái cấu tạo bên trong của cái RLCD, thì dùng hai cái IC lái nè bạn. Thì là một con IC lái nửa trái và một con IC lái nửa phải, tức là một con IC là hiển thị cái cột mình là 0-64 nè, còn một con IC là lái để hiển thị cái cột mình là 64-127. Rồi đây là cái cách mà người ta hiển thị cái chữ hình ảnh lên cái RLCD của mình. Nên đây là cái cách mà người ta phân bố cái điểm trong cái RLCD nè bạn. Thì ở đây các bạn, mình có là cái nửa trái của mình là có là 8 cái bay. Thì một bay của mình các bạn nó sẽ có là 8 hàng và 64 cột. Ví dụ như đây là bay 0 của mình là có 8 hàng là từ D0 đến D7 nè. Rồi cái cột của mình là 64 cột, tức là 64 bit. Thì mình dựa vào cái cột và cái hàng này để mình hiển thị cái ký tự số hoặc là cái hình ảnh lên cái RLCD này. Đây là cái cách mà người ta hiển thị một ký tự lên cái RLCD nè. Thì những cái đường đỏ mình nối với nhau thì mình sẽ tạo được một cái mã head. Thì mình sử dụng cái mã head này để mình lập trình để mình hiển thị được cái chữ M này lên cái RLCD. Thì ở dưới đây mình có là giải thích các thanh ghi của cái RLCD này. Thì các bạn có thể làm tham khảo ở đây. Đấy, mình giải thích rất là rõ. Rồi đi đến cái phần mà LCD 128 kết nối với là ATM8. Thì ở đây nè, đây là cái sơ đồ kết nối. Thì có một switch cấp nguồn nè, một cái con biến trở để mình điều chỉnh cái độ phân giải của màn hình mình, tức là độ sáng tối á. Rồi là mình sẽ có 8 đường dữ liệu từ BD0 đến BD7 nè. Rồi là ba cái chân RS, RW, Enable nè. Rồi chân là CS1 và CS2 nè. Rồi đây là cái sơ đồ kết nối của vi điều khiển. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn qua cái LCD 128-64 hay còn gọi là RLCD. Thì đi vào phần lập trình, mình sẽ lập trình và giải thích cho các bạn hiểu rõ hơn.